Đi ngồi đây nhá. Bạn dùng cái tay cây lên ăn nhá. Đi xuống đi, sắp lên luôn, xuống đi. Thank you.
Bi, đi đâu? Bi. Đi đâu nhỉ? Bi. Bi. Trời ơi. Sao thế này? Muốn bơi à? À, muốn bơi gì? Trời ơi. Xem nào, lấy khăn ra đây à? Khăn ra đây à? Ôi, nước này phải đi lấy nước nóng. Rồi, đi ngồi đây chờ nhá. Thôi chờ bá nhá, để bá đi lấy nước ấm nhá. Chờ đấy nhá, thấy nhá. Ngồi đấy nhá. Hả, để bá lấy nước ấm nhá. Đứng đấy. Nào đứng đây nào. Nào nóng nóng nhá. Nào đi, đưa áo đây này. Áo đưa 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 bật trời. Quần đưa đây rồi. Đưa đây quần này, bịm này. Đưa thế rồi. À để bà thấy không? Nào. Chúng ta có tắm kiểu này nhé, ướt hết bìm này. Ngon không? À, ỉa đây bìm đây nào, à, biết à, từ từ. Thế đó. Ỉa đây bìm đây này. Nào, từ đó. À, đứng xuống nào, đứng xuống. Nào, từ đó. Chưa gì được bơi. Mới đi. Bà lấy xe cây chứ. Bơi đi. Từ từ đó. À. Đó một miếng à? Ừ, bơi đi. Bơi đi tí ăn nhá. Bơi đi. Bơi hết đây rồi này. Bơi đi. Ừ. Muốn ăn miếng nữa à? Đây. À. Rồi. Bơi đi, bơi đi. Bơi đi.
đi bới đi, bới đi chị, để về để ba tắm nhé. Nghịch nước thế đấy à? Hả? Ừ. Bơi tiếp đi, bơi tiếp, bơi tí là ra đây, ra đi, ra đây anh. Bơi nhá. Bơi đi, đi bơi đi. Bơi đi. Ôi gì mà ướt hết rồi. Nhảy lá đây à? Gì mà ướt thế này? Bơi đi, bơi bên này đi. Ừ? Bơi vô đây. Bơi tí nữa không? Tí nữa đi tắm. Bơi đi. Nhìn gì trong đây? À, nhìn gì trong đây? À, bới đây nào. Đi. Nhìn gì trong đây? Có gì đâu. À, bới đây. Nào, tắm ra, xuống, xuống đây. Xuống. Bới đi. Bới đi. Bới đi. Xuống đây. Ôi giời. Nó nhảy chưa à? Hả? Hả? Nhìn gì đấy? Tiếp. Ướt hết quần này này. Quần ướt hết rồi. Nha. À, ngồi đâu nào? À, ngồi đâu, ngồi đâu, ngồi đâu. À, ngồi đâu. Hả? Hả? Lâu rồi đó. Đã đừng ngủ trên xe bằng này còn gì. Rồi, bởi đi. Đi trên này mà xuống này lên đấy. Úi giời. Tâm tinh này kia. Đi đi lớp tâm tinh. Tâm tinh này. For floor.
đi xuống đây. Rồi, ok. Nó làm ướt áo rồi đấy. Áo anh đi làm ướt nhiều đấy. Nào, từ từ, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, bắt lấy nha. Ăn này nè. Ngồi xuống. Ngồi đấy. Mình không ăn cái này thôi. Ăn hình nhau. Ăn này nữa. Hả? Làm gì vậy? Làm gì em? Này. Nói từ từ nè. Nào. Chắc phải mua quần áo mới, quần áo chật đấy đó biết ạ. Sao? Thơm đấy nhỉ? Vì vào đấy là...